Mến chào tất cả quý cô chú, quý chị khách hàng kỳ vào trong và ngoài nước đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Hảo Điều Phát. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay lại một cái câu chuyện về cái việc đó là đánh thuế bất động sản. Tôi có nhà thuê, đóng thuế nhiều hơn dân đầu cơ đất. Với 4 bất động sản, mỗi năm tôi phải đóng thuế 250 triệu đồng. Trong khi nhiều người đầu cơ đất xung quanh ấy, thì nộp rất là ít. Gần đây có rất là nhiều đề xuất về việc tăng thuế với căn nhà thứ hai trở lên và đất bỏ hoang. Lý do và nguyên nhân của đề xuất này đã được rất là nhiều những chuyên gia và những người trong lĩnh vực bất động sản phân tích. Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ và mong muốn ý tưởng đó nhanh chóng đi vào thực tiễn. Ngoài căn nhà để ở gần 20 năm nay, tôi còn có 3 bất động sản khác đều để cho thuê cả. Trung bình Mỗi năm tôi đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, tổng cộng là 200 triệu đồng. Năm nay số tiền thuế tôi phải đóng đã là 250 triệu đồng. Trong khi đó, không ít người xung quanh tôi cũng có nhiều tài sản, thậm chí là giá trị tài sản của họ còn gấp hơn tôi mấy chục lần, nhưng lại gần như chỉ phải là đóng thuế đất hàng năm. Họ mua để đầu cơ, chờ lên giá là bán nên đa số bất động sản đó bị bỏ hoang hoặc là cho thuê ngắn hạn, hợp đồng chui và không có khai thuế. Như vậy, số tiền của họ được chôn vào đất, không mang lại mấy cái giá trị gì cho xã hội. Thế nên, tôi rất mong luật thuế sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tránh được cái sự lãng phí nguồn lực rất là lớn, nguồn tiền rất là lớn đang phơi mình nơi đồng hoang không bóng người theo năm tháng. Tuy nhiên, theo tôi, cũng cần phải phân biệt vài cái khái niệm sau. Thứ nhất, ấy, căn nhà thứ nhất là nơi an cư, lạc nghiệp. Dù giá trị lớn hay nhỏ, cũng vẫn nên là ưu tiên giữ nguyên tiền thuế đất hàng năm như thời điểm hiện tại. Thứ hai, thì từ căn nhà thứ hai trở đi sẽ bị tăng thuế theo lũy tiến từ 2%, nhưng phải phân biệt là nếu là các căn nhà này đang kinh doanh cho thuê hay là sử dụng vào các dịch vụ hợp pháp mà mang lại những cái điểm có lợi ích cho xã hội người nộp thuế hàng tháng, hàng năm cho các cơ quan thuế sẽ được là khấu trừ số thuế đã nộp giống như hàng hóa được trừ thuế trên giá trị gia tăng trên cái hóa đơn mua đấy. Việc này khuyến khích nhà đầu tư đưa tài sản của mình vào hoạt động mang lại cái nguồn thu cho ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực, đồng thời cũng tránh được việc là bắt tay trốn thuế các hợp đồng mà cho thuê chui không kê khai nộp thuế. Thứ ba, đánh thuế theo phần trăm giá trị nhà đất, giá trị cao thì thuế cao, giá trị thấp thì thuế thấp. Thứ tư, nhà đất bỏ hoang nên tăng thuế hàng năm nhằm bắt buộc chủ đầu tư phải nhanh chóng đưa vào hoạt động tạo ra giá trị lợi nhuận hơn, tăng nguồn thu thuế cho xã hội, giúp hạn chế cái tình trạng mà đầu cơ chờ tăng giá bán để mà kiếm lời riêng cho bản thân. Nếu thuế này được áp dụng sẽ tránh được cái hiện tượng mà bỏ hoang ngáo giá của nhà đất dần đưa bất động sản về giá trị thực giảm được làng phí nguồn vốn rất là lớn từ bất động sản chết này sang sản xuất kinh doanh thúc đẩy xã hội phát triển đồng thời cũng tạo ra được một nguồn thu rất là lớn từ việc thu thuế bất động sản giúp các địa phương giải cái bài toán tu bổ xây dựng cơ sở hạ tầng công trình phúc lợi cho người dân bài viết được chia sẻ của cô nguyễn hương cô chú anh chị mình có những cái quan điểm những cái ý kiến như thế nào đối với cái bài viết trên thì có thể là để lại bình luận trao đổi của mình dưới phần video nhé